Hiện tại mình đang có mặt tại phòng phẫu thuật thẩm mỹ viện Việt Ý, số nhà 67, đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy. Hiện tại mình đang trong phòng phẫu thuật và cái ca phẫu thuật này thì mình vừa làm xong. Trước khi đến với phòng phẫu thuật thì mình đã thăm khám qua và đã chọn sử dụng dịch vụ cho em là phương pháp cắt mí mini zip. Với phương pháp cắt mí mini zip thì bạn sẽ không hề là tổn thương, không hề bị xâm lấn và cũng sẽ không để lại sẹo đẹp ngay sau khi làm. Và trước khi giới thiệu qua về cái sản phẩm này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và chia sẻ cái hình ảnh trước khi làm của khách hàng. Hiện tại là sau 20 phút phẫu thuật nhé. Đây là hình ảnh trước khi làm của khách hàng. Đối với form mí của khách hàng thì hoàn toàn là chưa có da trùng. Đó, chưa có da trùng. Mắt của em mới chỉ là một một mí và da trùng chưa phải nhiều thì mình chọn phương pháp cắt mini zip cho em để không tổn thương, không xâm lấn. Đó, sau đây là hình ảnh trước và ngay sau khi làm, các bạn có thể so sánh giúp mình. Đó, hình ảnh trước và sau khi làm. Trong quá trình làm thì sẽ rơi vào từ 3 30 phút. Đấy, thì trong quá trình làm chỉ có 30 phút. Đấy, bạn đã thay đổi hoàn toàn là đang mắt một mí và đã sở hữu đôi mắt hai mí. Với cái phương pháp này thì hoàn toàn là không tổn thương đâu các bạn. Đấy, phương pháp này là cái phương pháp và mới nhất của năm 2019. Thì là cái phương pháp này mình đã sử dụng chỉ có cấp sau khi ổn định thì bạn sẽ hoàn toàn không để lại sẹo. Hiện tại thẩm mỹ viện Việt Ý đang có chương trình giảm giá tối ưu từ 30 đến 50% cho tất cả mọi dịch vụ từ chăm sóc da đến phẫu thuật thẩm mỹ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.